Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai, bản thân chẳng nhìn lại, bất chấp sai trái. Em vẫn băn quá nhiều, mạnh đô một lần hiểu, ngờ sẽ được thương yêu sẽ chia những điều em còn thiếu. Đâu ai cần anh hứa một vài câu hứa không làm được, để lại muốn nặng vết xước đằng sau mọi chuyện ai đứng trước. Và giá thương bao với chầu lắm
và đây là anh Thư, gái nam on the mic. Không phải là do em chạy đâu, ngoái nhìn chị bảo em có động đành đâu. Lấy chồng giàu thì đi ô tô, còn lấy chồng nghèo đi bộ sao đâu. Do phong tục nhà em cả đó, ba má khó mà ế rồi đó. Thương anh rồi vừa sợ vừa lo, sợ ba má đánh lại sợ bụng to. Bắc Trung Nam Tây nhà em đâu có chi hay hay. Cưới xong mai đây, về nhà em để cho anh một bầy. Giống như việc đóng tiền wifi, má xin lễ hỏi cưới em đi. Có lễ rồi em tiếp anh gì năm mạch còn có chứ nói chi hay. Nghe anh một lần thôi, nghe em lộ. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có em ở đây rồi. Tựa vào vai em đi, anh sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có em nhìn theo. Hãy cầm chặt tay em sẽ dắt anh đi qua nỗi đau này, và dìu anh bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để anh hạnh phúc, dù em đâu em cũng xin chấp nhận. Trong đôi bàn sao mà lắng đi